vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, có rất nhiều những lá thư gửi về cho chương trình, mà trong đó có một vị khán giả ở tận Đà Lạt lẫn đó anh Huy. Vị khán giả này tên là Thanh Thủy. À, vậy bạn Thanh Thủy viết gì vậy Hương? Bạn Thanh Thủy chia sẻ với chương trình, đầu tiên là cảm ơn chương trình đã hướng dẫn cho Thủy những món ăn dễ dàng thực hiện, và cũng có một nguyện vọng đặc biệt là được chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hướng dẫn cho thực hiện những món ăn phương Tây để vào những ngày cuối tuần hoặc là khi rảnh rỗi đó, ngồi với người yêu hoặc là bạn bè vừa thưởng thức một cái không khí rất là vui vẻ đó. Rất cảm ơn bạn Thanh Thủy đã gửi những thư góp ý về đến chương trình của chúng tôi để làm cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày mỗi ngày mỗi tốt hơn. Để đáp lại tấm lòng thành này, tôi sẽ giới thiệu đến bạn Thanh Thủy và quý vị khán giả một món ăn rất Âu và dễ chế biến, ngon, hấp dẫn. Món này có tên gọi là mì Ý xào thịt bò bông. Để chuẩn bị cho 4 người ăn thì chúng ta cần có những nguyên liệu và gia vị sau: thịt bò xay khoảng 200g, mì Ý 300g, ngò tây, cà rốt, củ hành, đậu bai tí bo, trứng, cà chua cô đặc, sốt tương cà, bơ, tỏi bằm, nước tương Lisa và một gia vị nữa, đó là hạt nêm Azingon cùng một số gia vị khác. Các bạn biết không, để luộc mì được ngon thì số lượng nước ít nhất là gấp 10 lần số lượng mì, và chúng ta luộc mì lúc mà nước thật là sôi, ta sẽ bỏ mì vô luộc đúng với thời gian trên bao bì có ghi của mỗi loại mì. Nhưng mà chúng ta quên không canh thời gian thì các bạn có thể sau khi luộc bẻ đôi sợi mì, thấy ở trong có một cái tim nhỏ, còn cỡ đầu tâm là mì vừa chín tới. Và cái công nhận là cái giai đoạn luộc mì thôi em cứ tưởng là dễ, ai ngờ thì cũng khó vậy ha anh. Đúng rồi, không phải dễ đâu nha. Dạ. Trong lúc đợi nước sôi thì chúng ta sẽ sơ chế cà rốt. Cà rốt này chúng ta sẽ cắt hạt lựu. Rồi, nước nhỏ đã sôi rồi nè anh Huy. Em luộc cho anh đậu bí bo trước đi ha. Luộc xong rồi ngâm vô một chút xíu nước lạnh để làm nguội. Ủa anh Huy ơi, em không biết là mình luộc đậu cho tới khi nào thì đậu mới chín ha anh? Khoảng chừng 2 đến 3 phút là đậu chín rồi. Tiếp theo là em sẽ luộc cà rốt cho anh nha. Dạ, để em phụ cho. Lúc này thì tôi sẽ ướp thịt bò ầm trước để cho thịt bò thấm với gia vị. Ướp với một ít nước tương, một chút xíu tiêu, một ít nước lạnh. Ủa, mà mình cho nước lạnh vô chi vậy anh Huy? Khi mà mình ướp với nước lạnh để tán ra cho nó đều thì chúng ta xào lên, lúc xào thịt bò sẽ không bị vón cục lại với nhau. À, em sẽ ghi nhớ điều này. Anh Huy ơi, cà rốt với đậu như vậy là chín. Được rồi em, cho vô ngay cho anh để lâu quá mất màu và không còn đẹp nữa đó. Dạ, với lại bị mềm nữa đúng không anh Huy? Đúng rồi. Bây giờ thì nồi nước cũng đã sôi, chúng ta sẽ chuẩn bị luộc mì. Trước hết là các bạn cho vô một chút xíu dầu. Khi chúng ta cho dầu ăn vô nước luộc mì như thế này thì luộc xong cọng mì sẽ được bóng và không dính lại với nhau. Và một điều nữa các bạn chú ý là khi luộc mì chúng ta sẽ rải đều cọng mì. Đây, rải như thế này thì cọng mì sẽ được tơi ra, không có bị dính lại với nhau đúng không? Đúng rồi. Sau đó chúng ta sẽ đảo đều lên. Trong lúc đợi mì chín thì chúng ta sẽ chiên trứng. Tiện lợi quá anh Huy ha. Vậy là mình muốn chiên trứng theo hình dạng nào thì mình cứ mua cái khung ở ngoài hình dạng đó đúng không? Đúng rồi. Đây, bây giờ anh cho cầm đỏ vô sau nè. Khi trứng vừa chín tới thì chúng ta sẽ cho ra dĩa. Đây. Rồi, bây giờ mì cũng được rồi đó Hương ơi. Mì sau khi luộc xong chúng ta sẽ xả qua nước lạnh một chút xíu cho mì tơi ra. Và tiếp theo tôi sẽ sử dụng nửa củ hành này bằm nhuyễn. Và bây giờ đến giai đoạn cuối là xào sốt thịt bò bằm. Chảo nóng rồi nè. Chúng ta sẽ cho bơ vô, một ít tỏi bằm. Bơ thế dầu ăn ha anh Huy. Đúng rồi, nó sẽ có vị thật là thơm. Đây, em xào cho anh nha. Anh tiếp tục cho hành tây vô. Wow, bơ với tỏi thơm quá anh Huy ơi. Bây giờ anh sẽ cho thịt bò vô. Rồi chúng ta tán đều tay cho bò tơi ra. Bây giờ thì thịt bò cũng vừa săn lại, chúng ta sẽ nêm một ít Azingon, sốt tương cà và cà chua cô đặc. Em thấy không, cái sốt vừa sánh lại như thế này thì chúng ta sẽ cho phần cà rốt và đậu bati bo vô. Cuối cùng là chúng ta sẽ cho mì Ý vô, đảo đều.
thấy màu sắc hài hòa chưa? Màu sắc hài hòa mà cái mùi vị bốc lên á làm em thấy đói bụng quá à. Cho ít sốt lên trên. Tiếp theo chúng ta sẽ trang trí trứng ốp la lên mặt và trang trí với một ít ngò tây. Đây, mời em thưởng thức nha. Các bạn biết không, món mì Ý xào thịt bò bằm này với phong cách của người Việt Nam chúng ta thì chúng ta có thể ăn kèm với một ít nước tương visa. Công nhận á anh Huy xào món mì Ý xào thịt bò bằm này ngon ơi là ngon luôn. Thịt bò thì mềm, tươi, còn mì Ý thì dai dai, cộng với lại cà rốt nè, đậu nè, ăn giòn giòn, ngon ơi là ngon luôn đó. Em làm anh nở cả lô mũi luôn. Chương trình rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả để chương trình mỗi ngày một hấp dẫn hơn. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ hộp thư số 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị khán giả cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto số 061 383 4455 và hãy nhanh chóng liên lạc về với chương trình, bởi vì mỗi tháng chương trình dành 1.000 phần quà dành tặng cho quý vị khán giả, đó chính là những sổ tay hướng dẫn nấu ăn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.